Nay tôi mua hàng ở Shopee. Đây là mới hàng về. Đây là cái nắp châm. Tôi mở ra xem nhé. Xem bên trong có đúng như là mô tả trên trang bán hàng không. Đây, châm cường lực để câu cá. Đúng không nhé? Được, 50 viên 500. Đây. Bé thế nhỉ? Đúng, câu cá không? Nó được nhưng mà lực hút của nó yếu thôi, chứ còn ai đã bắt mày nắp được đấy, sao có đủ không? 12 cho một cái cọc này bao nhiêu? Thừa là thế nào? Hai viên thừa, được hai viên cho gọi.
năm hai viên, thừa được hai viên, hơi nhỏ nhưng mà lực hút tốt được.